Unitree Community Service, dịch vụ cộng đồng. Ở cái phần Unit 3 này, chúng ta sẽ học một số từ vựng như sau. Community Service, công việc vì lợi ích của cộng đồng. Global Citizen, công dân toàn cầu. Interview, động từ, phỏng vấn. Benefit, danh từ hoặc là động từ, lợi ích. Community, tính từ, cộng đồng. Volunteer, danh từ, tình nguyện viên. Chúng ta có cấu trúc thì hiện tại hoàn thành ở thể nghi vấn Have you ever cộng với động từ ở V3ID, bạn đã từng làm cái gì đó chưa? Be a buddy, bạn đồng hành, tên của một tổ chức. Street children, danh từ, trẻ em đường phố. Provide, động từ, cung cấp. Donate, động từ, quyên góp. Certainly, trạng từ, chắc rằng. Make a difference, tạo ra sự khác biệt. Non-profit organizations, tổ chức phi lợi nhuận. Protect, động từ, bảo vệ. Environment, danh từ, môi trường. Environmental, tính từ, thuộc về môi trường. Recycle, động từ, tái chế. Glass, danh từ, ly thủy tinh. Cans, danh từ, lon. Clean, động từ, làm sạch. Project, danh từ, dự án. Rubbish, danh từ, rác, nó bằng nghĩa với loại trash. Encouraged, động từ, khuyến khích. Willingly, trạng từ, sẵn lòng. Payment, danh từ, trả phí. Homeless people, danh từ, người vô gia cư. Charitable, tính từ, từ thiện. Individual, danh từ, cá nhân. Effect, danh từ, ảnh hưởng. Situation, danh từ, tình huống. Life skills, danh từ, kỹ năng sống. Attention, danh từ, sự chú ý. Unit 3, Community Service. Unit 3, page 26. Getting started. Activity 1. Listen and read. Today on Global Citizen, we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service? It's the work you do for the benefits of the community. Have you ever done volunteer work? Yes, I'm a member of Be a Buddy, a program that helps street children. Last year we provided evening classes for 50 children. Wonderful. What else have you done? We've asked people to donate books and clothes to the children. Wow, that certainly makes a difference. And you, Phuc, you're from Go Green? Yes, it's a non-profit organization that protects the environment. We've encouraged people to recycle glass, cans, and paper. We've cleaned streets and lakes. Did you start a community garden project last month? Oh yes, so far we've planted... Unit 3, Community Service, Getting Started,
a helping hand. Activity 1, listen and read. Today on Global Citizen, we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trưng School. Hi Mai, could you tell us about community service? Hôm nay trong chương trình Công dân toàn cầu, chúng ta sẽ phỏng vấn hai bạn, Mai và Phúc đến từ trường Hai Bà Trưng. Chào Mai, bạn có thể cho chúng tôi biết về các hoạt động của dịch vụ cộng đồng được không? It's what you do for the benefits of the communities. Đó là công việc mà bạn làm vì lợi ích của cộng đồng. Have you ever done volunteer work? Bạn đã từng làm công việc tình nguyện nào chưa? Yes, I'm a member of a Be a Buddy, a program that helps street children. Last year, we provide evening classes for 50 children. Vâng, mình là thành viên của câu lạc bộ Bạn Đồng Hành, một chương trình giúp đỡ trẻ em đường phố. Năm ngoái, chúng mình đã cung cấp các lớp học buổi tối cho 50 trẻ em. Wonderful! What else have you done? Thật là tuyệt! Bạn còn làm gì khác nữa không? We have exposure to the night books and closer to the children. Chúng mình hỏi mọi người để quyên góp sách và quần áo cho trẻ em. Wow, that certainly makes a difference. And you are from God Green? Oh, chắc chắn đó là một sự khác biệt. Và bạn Phúc, bạn đến từ tổ chức God Green đúng không? Yes, it's a non-profit organization that protects the environment. We have encouraged people to recycle glass, cans and paper. We have clean streets and lakes. Vâng, đó là một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ môi trường. Chúng mình đã khuyến khích mọi người tái chế những cái ly thủy tinh, những cái lon và giấy. Chúng mình cũng đã dọn dẹp đường phố và những hồ nước. Did you start a community garden process last month? Có phải các bạn đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng vào tháng trước không? Oh yes, so far we have planted. Đúng vậy, gần đây thì chúng mình đã trồng được. Read the conservation again and tick true or false. Đọc đoạn hội thoại lần nữa và tick đúng hoặc là sai. Và sau khi đọc xong đoạn hội thoại thì chúng ta sẽ đi vào câu thứ nhất. Mai and Phúc work for the benefits of the communities. Mai và Phúc thì làm việc cho lợi ích của cộng đồng đúng hay sai? Hai bạn này, theo như trong bài đọc thì hai bạn này là các tình nguyện viên làm việc cho hai tổ chức vì lợi ích của cộng đồng. Câu này đúng. Câu số 2. Be a Buddy has collected books and clothes for street children. Bạn đồng hành đã sưu tầm, đã thu thập sách và quần áo để cho những trẻ em đường phố, đúng hay sai? Ở cái câu We have asked people to donate books and clothes to the children, Mai đã nói câu này thì câu này là câu đúng, như theo như trong bài đọc. Câu số 3. Be a Buddy has provided education for street children. Be a Buddy đã cung cấp giáo dục cho những trẻ em đường phố. Câu này có trong bài đọc. Câu này là đúng. Go Green is an environmental business. Go Green là một tổ chức kinh doanh về doanh nghiệp về môi trường, đúng hay sai? Câu này sai. Go Green là một tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ môi trường. Câu số 5. Go Green has encouraged people to recycle rubbish. Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế rác. Câu này là câu đúng. Read the conservation again. Answer the question. Đọc lại đoạn hội thoại lần nữa. Hãy trả lời những câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất. What do you think the phrase makes a difference means? Bạn nghĩ gì về cụm từ tạo ra sự khác biệt? Nó có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một ảnh hưởng tốt lên một người hoặc là một tình huống và làm cho thế giới trở thành một nơi tốt hơn. It means to have a good effect on a person or situation and to make the world a better place. Câu số 2. Can you guess
What school printer in the community garden process? Bạn có thể đoán Go Green, tổ chức Go Green làm gì trong dự án khu vườn cộng đồng của họ? Thì mình nghĩ rằng là họ sẽ trồng rau, trồng hoa và trồng cây. I think they grow vegetables, flowers and plant trees. Câu số 3. How do you think the community garden process makes a difference? Bạn nghĩ gì về dự án khu vườn cộng đồng sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào? Nó sẽ tạo ra một môi trường xanh hơn. It makes the environment become more green. Activity 2. Look at the words in the box. Can you put them in the right cross? Hãy nhìn vào những từ ở trong khung. Bạn có thể đặt chúng vào đúng nhóm hay không? Ở đây người ta có một gợi ý là một số từ có thể thuộc nhiều hơn một cột. Chúng ta có những người ta bài tập này người ta cho một số từ như sau: donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provide, clean, encourage, environment. Thì ở đây chúng ta sẽ đưa qua ba nhóm và ba cột. Now là danh từ, verb là động từ, adjective là tính từ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng từ và xem nó thuộc từ loại như thế nào, đặt nó vào đúng khung. Thứ nhất chúng ta sẽ đi vào từ donate. Donate có nghĩa là quyên góp, quyên tặng. Đây là động từ, chúng ta sẽ đưa vào cột verb. Help. Help là vừa hình thức danh từ, là vừa hình thức động từ. Chúng ta sẽ đưa vào cột verb và cột noun. Benefit. Benefit cũng là một hình thức danh từ và hình thức động từ. Lợi ích, tạo ra lợi ích. Chúng ta sẽ đưa vào hai cột, cột verb và cột noun. Volunteer. Volunteer, đây cũng là vừa danh từ vừa động từ. Động từ có nghĩa là tình nguyện, còn qua danh từ của nó sẽ là tình nguyện viên. Recycle là động từ. Chúng ta đưa vào cột verb. Plant. Plant có nghĩa là nó vừa là động từ vừa là danh từ. Động từ là trồng cây và danh từ của nó là cây trồng. Provide là động từ, chúng ta sẽ đưa vào cột verb. Clean. Clean nó là vừa là danh từ mà nó vừa là động từ mà vừa là tính từ. Động từ có nghĩa là làm sạch, còn tính từ có nghĩa là sạch sẽ. Encourage là động từ, đưa vào cái cột verb. Environment là tính từ, danh từ của nó sẽ là environment. Ở đây có một số từ nó vừa là danh từ vừa là động từ. Chúng ta nhớ lại là volunteer, plan, help, benefit, v.v. Activity 3. Fill the gaps with the words in the box. Hoàn thành chỗ trống với các từ trong bảng. Ở đây người ta cho một số từ như sau: donate là quyên góp, hiến tặng; volunteer là tình nguyện; community service là dịch vụ cộng đồng; make a difference là tạo ra sự khác biệt; homeless people là những người vô gia cư. Sử dụng những cái từ trong khung này để hoàn thành 5 câu bên dưới. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu thứ nhất. Câu thứ nhất: You are us if you help other people willing lives and without basement. Bạn là một, nếu như bạn giúp đỡ người khác, bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không lấy tiền. Thì ở đây cái từ mà đúng nghĩa với nhất trong cái câu này sẽ là từ thích hợp, đó là từ bạn là một tình nguyện viên. Chúng ta sử dụng từ volunteer. Câu số 2. Are those who do not have a home and really need help? Là những người không có nhà và thật sự cần sự giúp đỡ. Thì đó chính là những người vô gia cư, homeless people. Câu số 3. She often money to charitable organization. Cô ấy thường tiền cho cái tổ chức từ thiện. Ở đây chúng ta tiền cho tổ chức từ thiện, chúng ta sử dụng từ quyên góp, donate. Nhưng C là chủ ngữ số X, thì chỗ này chúng ta sẽ thêm S vào. Câu số 4. The activities that individuals or organizations do to benefit a community are called. Những hoạt động của cá nhân hoặc tổ chức làm để tạo ra lợi ích cho cộng đồng thì được gọi đó là dịch vụ cộng đồng.
Community service, chúng ta sẽ điền từ đó vào vị trí này. Câu số 5. If you are trying to, you are trying to have a good effect on a person or situation. Nếu bạn đang cố gắng cái gì đó, bạn đang cố gắng tạo ra ảnh hưởng tốt lên một người hay một tình huống, thì đó chính là từ còn lại, đó là tạo ra sự khác biệt, make a difference. Activity 4. Describe all the pictures with the words into. Mô tả những bức tranh với những cái động từ ở bài 2. Ở bức tranh thứ nhất thì một cậu bé và người ta đang ôm một cái thùng sách để đi đâu đó. Chúng ta sẽ sử dụng từ là donate, là quyên góp sách. Donate book. Câu số 2. Đây là họ trồng cây. Chúng ta sẽ sử dụng từ trồng, đó là từ plant trees. Hình số 3, đây là giúp đỡ trẻ em làm bài tập về nhà, help children do homework. Bức tranh số 4 là làm sạch đường phố. Làm sạch, chúng ta sẽ sử dụng từ clean streets. Bức tranh số 5 là tái chế rác, chúng ta sử dụng từ recycle rubbish. Activity 5, create word squares. Tạo ra những mạng từ. Ở đây người ta cho 4 từ: donate, help, clean, provide. Người ta cho 4 mạng từ như thế này, chúng ta tạo ra những cái từ có nghĩa. Donate book nghĩa là quyên góp sách, donate blood là hiến máu. Ngoài ra chúng ta còn có những từ như là donate clothes là quyên góp quần áo, donate toy là quyên góp đồ chơi, donate money là quyên góp tiền. Đối với từ help, help children là giúp đỡ những trẻ em. Help the poor là giúp đỡ người nghèo. Help homeless people là giúp đỡ những người vô gia cư. Help old people là giúp đỡ những người già. Đối với từ clean thì clean street là giúp làm sạch những con đường. Ngoài ra chúng ta có những từ như là kết hợp với từ clean là clean lake là làm sạch cái ao, các hồ. Clean beach là làm sạch bãi biển. Clean walls là làm sạch tường. Clean rivers là làm sạch những con sông. Đối với từ provide, chúng ta có provide food là cung cấp thức ăn, provide attention là cung cấp sự chú ý, provide life skills là cung cấp kỹ năng sống, provide education là cung cấp giáo dục, provide health cung cấp sự giúp đỡ, provide book là cung cấp sách. Ngoài ra thì các em có thể tạo riêng cho mình những cái từ mà các em biết để tạo thành những cái từ có cụm từ có ý nghĩa. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube Lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.